Rồi cô bác ơi, đố cô bác biết mình đang ở đâu? Rồi câu này cũng mềm mà nói câu này là cô bác biết mình đang ở đâu rồi đó. Ở bến sông Chờ nha. Tôi trở về thăm em, 6 tháng 5 miệt mài nơi xứ xa, dòng sông nước. Hồi chắc này về có không? Chuyển mưa về nấu cơm nước gì nữa đi đón con. Nói gì đó, nó dắt mày về nè. Ủa mà quên nữa, quên, chưa chưa có hỏi gì. Ủa mà còn quên cái nữa, đẩy dùm cái xuồng bà chị xuống nữa, để hồi bà về bấm kẹt đây luôn. Đó trời, sao bây giờ trời ơi, phải nãy đẩy cái xuồng xong rồi bật máy quay, dắt mày bật máy quay giữa chừng lỡ làng vi phạm là sao vậy? Sao đây đi kéo cái xuồng mình xích lần này của tôi, ở đây đất cát nó cũng không đến nổi lúng lắm mà cũng không đến nổi mịn lắm. Bây giờ sao đây nè, phải tắt cái máy quay một tay nổi cũng nổi quá. Sao mình dũng sĩ vượt gùi quá à ta. Sao đây, nó đặt cái máy quay đồ đại được nha, còn nó thấy hay không thì hên xui đi, chứ bây giờ lỡ rồi lỡ bấm quay rồi sao vậy? Đó, có thể tưởng tượng nha, chứ mình không biết chúng cái gì không, tưởng tượng gì đi. Theo mình thấy thì cái điện thoại nhà nó quay trên trời rồi có tư, để nhắc theo lên đi, gắn quay một tay đi. Một con cá chép biết queo rồi, ông táo ông cỡ giữa chừng chết con chiến mã của ông rồi. Bây giờ cái sợi dây này, buộc ở đây không có đẩy xuống được, để ba chị họ đẩy xuống không nổi. Đẩy xuống gì nổi không? Nhưng cái xuồng trên bờ xuống cày nặng lắm. Cố lên. Ôi ôi, nói gì cho lực sĩ ba sừng lầu nha cô. Cố lên. Cố lên. Nặng quá ta. Lắc, tại có đá ở trọng nó cô, nó gích. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, lúc lắc nữa cái cho nước nó vô. Có nước vô đâu. Ôi ôi mà đá ở dưới của tôi đẩy nó lục cục, còn nửa cái thì đỡ. Có mấy cục đá như này đậu xuồng lục cục, cọng dây này bây giờ tớ buộc đâu đây nè, để cho cái xuồng mang quả nữa. Quên nó tắt cái máy quay trước, im quá. Khoan, nó bật lên quay cái phím phim này nó gối loạn. Đây có cái lỗ nè, xót vô cái cục gạch này nè, buộc gì nó mới sốc. Nhát nó không tới nè. Sao đây, móc nó qua không được. Quá không được rồi, sao đây, dán đẩy nó qua rồi, gạch dài quá ta. Được rồi, gần quá, buộc tay đi, còn sóng tàu mà giật mà sức cái gạch này mình không có đạt nữa. Nhưng mà ở đây cái xuồng này nó trôi đây thì nó cũng vòng vòng nữa không hả? Đi chợ thường là ta sẽ đi bằng những cái xuồng ghe thiệt là dởm gì nữa cô á, để thằng trộm nó đừng có dòm ngó, chứ đi mà cái mới mới ha là đi chợ xong hồi trả xuống là cái xuồng mất tiêu đó. Đó, như cái xuồng của mình nó hơi mới mới gì đi, đậu ở đây mà lên buôn bán một hồi trả xuống còn cái xuồng mới lạ. Cái dòng cái xuồng mình đi mất tiêu rồi. Nhận cái bưu phẩm, cái này là cái cọng dây để mà buộc bảo vệ máy quay của mình khi gắn trên xe của, cái cọng dây để gắn bảo vệ sẵn việc mà mình mua luôn.
Cũng sức cái bát dán rồi cái nó dằn cái máy quay của mình, cái máy quay dán trên cái máy quay mà gắn trên xe. Hồi nãy chở 6 bao mà khẩm mẹt cái xuồng luôn, vô nước luôn. Hên không có tàu lớn, có tàu lớn vậy tàu ngầm nữa quá. Tàu nhỏ không mà nó vô nước, nãy là tát biết nhiêu lần rồi mà dắt này còn sót nhiêu nước nè. Tốt nghiệp luôn, thằng gái gần trường. Đáng lẽ bữa nay là nó về thêm một cái tấm thảm mà trải sofa đó của mình, trải đi cho con mèo nó bớt móc, nó móc quá 6 móc rồi. Nó móc bây giờ giống như là cái mặt trăng rồi, cái sofa. Rồi nó móc của cái sofa mềm mềm á, nó móc khoái lắm. Mèo nó móc rồi bây giờ nó gắt như cái mặt trăng rồi. Thành ra mình mua cái tấm thảm bề ngang 9 tấc, bề dài 2 mét mình phủ ở trên cái sofa để cho nó đỡ của, để cho nó che bớt cái khuyết điểm đi, bây giờ nó móc lủng lỗ hết trơn rồi. Với sofa của mình nó hơi răng răng nứt đó, che bớt lại mà gửi vui hết sức. Cái địa chỉ mình để gõ gàng ở Vĩnh Thạnh, Cần Thơ, mà bà gửi cho tuốt ở ngoài cái gì mà Long An cái gì ở ngoài. Hồi qua bà điện, trời ơi sao mà shipper báo không có giao hàng được. À về bà coi lại cái địa chỉ bà gửi đồ tuốt ngoài Long An, vui hết sức. Mình chụp lại cái địa chỉ mình gửi cho bà gõ gàng là đúng cái địa chỉ Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Bà nói tại bà tiêm 3 mũi rồi bây giờ bà quên. Rồi chắc này nói chung không phải lỗi tại mình là được à, để tội nghiệp người ta cái tiền ship á, bây giờ ship ra tới ngoài mà bây giờ không có giao được à, hàng phải trả về bả mới gửi lại quận nữa, là bỏ hết một khúc tiền ship rồi, cũng tội nghiệp la ha. Tại cái đó rẻ hả, có 100 mấy chục ngàn hả, tiền ship này kia tội nghiệp người ta phải đồ giá trị thì không nói. Rồi hết chạy luôn, quên kéo e nãy giờ để nó đi xăng. Có một tay nó khó ha, thường hai tay á, nó mà chạy rồi đó, nó bắt đầu cái mình lấy cái tay bên đây, cái mình gạt cái e gió là nó chạy rồi, nhưng mà cái này kẹt tay cầm cái điện thoại rồi, điện thoại nha cô bác, quan trọng cô bác coi chơi thay đổi không khí, bữa nay luôn vui quá không có làm phim nữa, lại gán cho xong mấy trái dừa để giao cho người ta còn một đống nữa. Còn 100 mấy chục trái nữa chưa có lột xong. Còn hôm lột đâu tới gần 1 giờ khuya. Gán ngồi lột gần tới 1 giờ khuya. Để sáng nay giao cho người ta, thành ra không có thời gian làm phim. Thường mình làm phim là ban đêm á. Mình nói không, còn ngày lu bu công chuyện chứ. Đi chở còn mặc đồ gì nè. Rồi mấy cái nhà ló lên nhìn thấy cưng hết sức à, thấy xương sẩu rồi, có vịt luôn kìa, những con vịt kìa, trên dòng sông, ôi dòng sông con nước trôi lững lờ, có về quê hương nhắn thăm đôi lời rằng em vẫn dòng sông. Thôi cái bài gì buồn quá, cái sao của mình là rất là ít người rồi, mình để cái máy chạy cái ga nhỏ nhất có thể rồi đó, tại vì rất là xuôi nước chạy cũng mau, thứ nhất là lớn quá nó ồn, thứ hai nữa nó về nhanh tới nhà rồi đâu có gì để quay nó, cái này dặn câu giờ tới cái bến đò, cái đò có qua sông không? Đò qua sông tại khúc cái cửa hàng vật liệu xây dựng ở đây người ta cạp đất, ủa là không cạp đá cát cái bên đò đó, đò qua sông, đò số 10, một con đò ven sông có tên là gái nghèo đón trang nhan sắc nàng như là một đóa hoa, vì vốn nghèo cho nên sớm xa lìa
ra bên giúp mẹ đứa đó, gái đẹp đứa đó. Bài đó không nhớ, bài đó cũng hay lắm. Cái bài đó kể về cái thời chiến đó cô á. Có một cái cô gái đưa đò, rồi chắc này kể chuyện câu giờ nè. Có một cái cô gái đưa đò cô ấy, vì nhà nghèo đó, thành ra cái việc học gian dở để giúp ba mẹ đưa đò, đưa người ta qua sông đó cô ấy. Ngày xưa thì đâu có cầu cống nhiều như mình bây giờ, cái đưa người ta qua sông để mà kiếm tiền đò chút đỉnh đó, để mà nuôi gia đình. Có thể là ba mẹ đã lớn tuổi rồi đưa đò không nổi, thành ra nghỉ học giữa chừng. Rồi đưa đò trong một cái khoảng thời gian đó thì có một cái đoàn lính đó cô ấy, người ta đi ngang đó, thì cái cô này cổ thương một cái anh lính ở trong cái đoàn quân đó. Thì cái anh lính này đi đánh giặc đâu ở ngoài, giả sử mình giả sử thuốc ở ngoài miền Trung đi, mà cô gái nó ở miền Nam, thì hai người lâu lâu mới gửi cho nhau được một hai lá thư. Tại vì ngày xưa cái việc liên lạc khó lắm, còn bây giờ cầm điện thoại lên nhắn tin là nó bình thường. Bởi vì bây giờ tình cảm nó cũng ít hơn xưa, tại vì gặp giết ở dạng nó lợn, ta nói giống như là gần chùa gọi Phật bằng anh, nó thấy Phật hiền lành mà bế Phật đi chơi, có nghĩa là quen quá nó là. Còn ngày xưa lâu lâu rồi mới gặp một lần, lâu lâu mới có một cái lá thư đó thì tình cảm ta nhiều hơn. Giống như đồ ăn đó, mà mình ăn nhiều quá đó có tôi rồi nó ngán, nhưng mà lâu lâu được ăn lần thì ngon, nó thèm lắm. Thì cái cô gái này thương cái anh này, nhưng mà một thời gian sau cái tự nhiên tin anh này mất tiêu, không có còn nhận được thư nữa. Rồi tới chừng có một cái đoàn quân người ta đi trở về đó cô bác ơi, thì mới hỏi thăm. Thì hỏi thăm thì mới biết cái anh này đó là đang ở cái vùng chiến sự đó, cái chỗ đó là không có được phép mà gửi thư từ gì hết. Mình nhớ mãi mãi, có thể là kể chặt nha cô bác, nhưng mà mình hiểu về cái câu chuyện để viết lên cái bài hát này. Thì cái cô gái này mới biết vậy, thì cổ mới lặn lội ra ngoài kia để thăm anh này. Trời ơi, chắc thương dữ lắm rồi cô bác ơi. Cái này là cọc tìm châu, người ta nói châu tìm cọc, cổ này cọc tìm châu rồi. Đó, thương quá. Mà ngặt cái anh kia đang cái vùng chiến sự nguy hiểm, thì bây giờ thư từ không được gửi. Mà ngặt cái rồi đi thăm người yêu thì cũng đâu cho về. Đang đánh giặc mà. Thôi anh Bảy. Thì cái cô gái này mới cất bước đi thăm người yêu của mình. Đó, ngày xưa tình cảm ta trong sáng lắm cô á. Đi thăm người yêu của mình. Nhưng mà ngặt một cái cô bác ơi, đi thăm người yêu mà ngặt cái người yêu ở ngoài chiến trường không chết, mà các cô gái này đi thăm dọc đường là trúng bom mìn chết. Thời chiến tranh mà cô bác, bom bay là cạn lạc mà đâu biết được. Thành ra tội nghiệp hết sức cô bác ơi, đi thăm người yêu mà cô này bị bom bay đạn lạc xong rồi chết queo. Có thể là bom đánh ngay cái chiến xe của các cô gái này đang đi đó cô bác, là chết. Đó, rồi thành ra là có đoạn là có cái đoạn sau mà đoàn khách người đi qua thấy cái ngôi mộ ở bên sông gì đó, cái bài đó quên mất tiêu rồi, bài lâu quá. Người anh hùng qua sông hứa tình rằng quay về sẽ cưới nàng, rồi cái gì đó rồi cái khúc mà mộ bia nàng tên ghi trên nắm mô hoang tàn cái gì đó. Nói chung là cái người ta đem cái xác cái cô gái trở về chôn ở cặp ở bên bến đò đó cô bác ơi. Nhưng mà ngặt cái bây giờ cái chàng trai mà xong cái trận chiến trở về thì tìm lại cái người yêu của mình, cũng không hay cái cô người yêu này là đi thăm nữa, tại cái thời đó liên lạc khó khăn lắm. Thì tới chừng quay trở về cô bác ơi, giống như là Tử Nha với cái gì Bá Nha với Tử Kỳ vậy đó, quay trở lại á thì cái ông Tử Kỳ chết queo, còn cái này cái anh này quay trở lại thì cái người yêu chết queo, chỉ còn cái nấm mồ y chang như Bá Nha và Tử Kỳ, giống hệt như cái chuyện Hoa Sim với chuyện Tình Hoa Trắng là cũng vậy đó cô á, cái người con gái chết. Đó. Nhưng không chết người trai khỏi lửa, mà chết người em nhỏ hậu phương, mà chết người em gái tôi. Hoa xin thở
ấy cành xin tím thương vô bờ, tiếc người con gái không còn nữa. Ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím, màu buồn tím tím phai hồng em, để chiều xưa tím hoang đi. Tới đây mình sẽ kể cho cô bác nghe một cái câu chuyện về mấy thằng nhỏ này nữa, để mình đậu vô nha. Rác này nước dòng cạn quá rồi, không có chỗ đậu luôn, cạn quá. Là cô bác bữa nay không thấy thằng Kỳ nữa, là Kỳ là nó bữa nay nó giải ngủ rồi, bây giờ đậu vô đây đi rồi. Trời, cái máy nó ồn quá, nhưng mà như vậy nó mới là sự thật. Rồi Kỳ nó giải ngủ rồi, không phải nó giải ngủ mà bây giờ là nó vô tù rồi. Có nghĩa là nó ở đây á cô bác ơi, thì nó được tự do, nó chạy nhảy khắp nơi, nhưng mà ở đây nó cắn lộn quá xá rồi. Một hồi mình quay cho cô bác xem, nó cắn con gấu là chợt cái da đầu luôn cô bác ơi, cả ngón tay khủng khiếp lắm. Còn bữa trước á thì nó cắn con cò què chân, rồi cái nó với con cò gấu cắn lộn rồi nó què cái chân nữa. Bữa trước thì nó cắn với con cò thì nó sụ cái lỗ tai, nói chung là bị thương tích tùm lum hết trơn. Thằng này bị thương, thằng kia cũng bị thương. Rồi bây giờ làm sao? Bây giờ cục quá rồi, khóa không tới. Ồ, cũng còn gắn tới, bây giờ khóa cái đã. Rồi cái đã nhiều chuyện để mình thể sự tích cho cô nghe. Nói chung là nó cắn lộn với nhau tùm lum tà la, chứ thằng nào cũng bị thương chứ. Chịu hết nổi của bác rồi, mình can cũng không được. Rồi bây giờ ông cụ nhà mình cho chủ cũ nó hay, là chủ cũ nó đem nó về rồi, thì từ đây trở đi thì nó đã bị xiềng xích lại y cũ rồi đó. Đó là cái số của nó. Khóa xăng ra đi, chắc này đem cái này lên không nổi rồi, chắc này nước cạn, cái xe này nặng trâu bò luôn. Nặng lắm, cái bao 50 kg mình dỡ nổi, mà xe này dỡ không nổi đâu cô ạ. Là đủ biết cái xe đó là khoảng 6-70 kg lên, đây nó chìm ra đó, hơi khó sắp. Để mình quay mắt, nói có sắp mắt có trứng. Gấu biểu không, ở đây nè. Có giờ nè, dũng một lỗ chà bá luôn nè, có thấy đứt ruột không, lũng tới sọ luôn đó. Còn bữa trước thì nó cắn con cò què giò luôn, mà nó cũng im gì đâu cô bác ơi, nó bị con cò cắn là tét cái lỗ tai, máu ra nó lên láng luôn, đứt cái lỗ tai đó cô ạ. Còn bữa rồi á thì con gấu với nó cắn lộn, nó thì cắn con dao gấu mẻ cái đầu, con gấu thì cắn nó què giò, nói chung là nó loạn xạ hết trơn. Thành ra nó cắn suốt ngày chịu hết nổi, có mình ở đây thì nó đỡ cô ạ. Cái bữa mình đi Tây Ninh á, là ở nhà không biết nó cắn từ đời thời nào rồi, có nghĩa là có mình ở nhà thì nó đỡ nha, không có mình ở nhà là nó lộng hành dữ lắm. Có nghĩa là ở nhà là mình già la chằng chằng rồi đó. Cái bữa mà mình đi Tây Ninh về, con cò nó bỏ nhà đi, cô bác, nó lại nhà hàng xóm, có nghĩa là ở nhà nó cắn đâu một chặt rồi con cò mới bỏ đi đó. Mà nó thì cái da nó dày dữ lắm cô bác, thành ra cắn không sao chứ, trong khi mấy con chó này là chó thường, cái da mỏng lét cắn là bị thương liền. Còn nếu như nó mà cái da mỏng y chang như mấy con chó này thấy cô bác ơi, là nó bị con cò mằn thịt lâu rồi. Nhưng mà tại vì cái loại của nó là cái da nó dày lắm, thành ra cắn nó không nhầm nhò hết á. Bởi vì con cò khôn lắm, cắn nó ngay cái lỗ tai nè, có cái chỗ da mềm nè, nó là nó tét cái lỗ tai luôn. Cái thứ hai nữa, con cò cắn mây ngay cái mí con mắt, chứ cắn ngay cái mỏ nó là có. Con cò này nó khôn lắm, nó kiếm cái chỗ mô mềm á, nó cắn là bữa hổm là nó rách cái mí con mắt này luôn, con kia á. Nói chung là nó dữ quá, con chó đó cái dạng dữ quá. Nó không phải là nó quá mạnh mẽ, nhưng mà tại vì nhờ nó cái da dày, rồi thành ra là nó cắn mấy con này, cắn không nhầm nhò chứ, còn nó cắn mấy con này thì bị thương đó. Thế cái tình trạng này hoài không đem nó về đây là cả năm rồi đó cô, nhưng mà không có khắc phục được tình trạng. Có nghĩa là nó đối với mình thì nó mừng, nó vui vẻ lắm, nhưng mà ngặt cái đối với mấy con chó này nó cắn loạn xạ tùm lum hết trơn, mà nặng nhất là con cò với con gấu.
rồi con mèo, con mèo trong nhà, con mèo thiệt đó nha, chứ không phải con mèo này đó, con mèo thiệt đó. Thì nó cũng rượt mèo nữa. Có mình đó thì nó không dám rượt, nhưng mà dám mình là nó rượt con mèo đó. Thì thành ra hôm qua đó là chủ cũ của nó đây, dắt nó về rồi, nhưng mà hy vọng là chủ cũ nuôi nó chứ không có đưa nó đi luôn, đưa nó đi luôn là rồi đó, là hết đời của nó đó. Đó thành ra là tại sao bữa nay mà mình mắc cái con Tri là gì, nó thiệt là cũng tiếc lắm cô, cũng tội nghiệp nó lắm, tại về nó mừng dữ lắm. Nhưng mà biết sao giờ, bây giờ 1 2 3 4 5 6 7 con, 6 con chó với con mèo nữa là 7 con, mà bây giờ 7 con nó xào xáo hết trơn chỉ vì một con một. Thì cô bác tính sao, phải loại trừ nó ra khỏi đảng chứ sao giờ, bây giờ hết cách rồi. Cũng giống như cái xóm của cô bác không, 10 cái nhà cô bác ơi mà có một cái nhà nó quậy, nó quậy mà bây giờ chín cái nhà kia là không không có yên ngày nào chứ, rồi cô bác tính sao. Cuối cùng không có cách nào mà để mà điều phục được cái nhà đó, không có cách nào mà để khuyên lên này kia rồi cái nhà đó được, thì bây giờ là cô bác phải loại trừ cái nhà đó ra khỏi cái khu dân cư đó cô bác, chứ sao giờ đút đơn kiện hay sao đó. Thì mình ở đây cũng vậy đó, rất là thương nó, nhưng mà ngặt cái không có cách nào để mà mình điều phục được nó cô bác. Có nghĩa là đối với mình đó, thì nó được lắm, nhưng mà ngặt cái nó đè mấy con này nó cắn hoài suốt ngày này. Nó cái dạng như nó bị thần kinh đó cô bác, ra đường ha, có những người kỳ lắm cô bác, có những người đó, ra đường là sẵn sàng này nọ, người ta sẵn sàng di chuyển người ta không à, ra đường đó cô bác gặp mấy có những người họ kỳ cục gì đó, họ hòa bình được mừng nhưng chết rồi, nhưng mà ngặt cái không có được. Có người xôi xỉa cái này xôi xỉa người ta, còn cái nào của mình sống thì nó khỏe cô bác ơi, nhưng mà ngặt cái đâu chịu đâu. Ví dụ như quả đất này là của chúng mình, của chung hết cô bác, thì cái nhà người nào thì người đó ở, đất người nào người đó xài, dụng cụ người nào thì người đó giữ, giả sử gì đi thì nó im rồi, nhưng mà đâu có, bởi vì thì nước này nó mới đánh nước kia. Nga đánh Ukraine gì tôi nói, nghe nói mấy cái nước nào đánh nữa mà mình không coi thời sự, chỉ nghe trên xe người ta bàn nữa mà. Nghe nói bây giờ mấy cái nước nào nó vô nó đánh tùm lum nữa, thành ra cô thấy không, nó rối tung chứ, giống như mấy con chó mèo của mình đây nè, bây giờ nó cũng đánh tùm lum mà cho nó cắn tùm lum chứ, rồi bây giờ phải loại trừ mấy cái nước đó ra khỏi sao, đánh dẹp loạn nó sao, để nó một con mà bây giờ nó ảnh hưởng tới 7 con còn lại. Thì cô thấy không, mình thì cũng ngủ nghe không được thì chứ, mà phải la nó hoài cô bác ơi, phải la. Ví dụ như hồi nãy mình mừng à, mình về đây ha, nguyên một bầy nó vô xuống mừng, mà nếu như có con kia rồi đó thì con cò nó đâu dám mừng, còn con gấu nó có mừng á, thì nó cũng lén lén nó xuống nó mừng, chứ thôi là nó cắn, nó cà nanh là nó cắn người ta đó. Là thành ra mình vừa ghé xuồng lại đây là mình phải la con kia liền, cô bác coi mấy phim trước sẽ thấy, vừa ghé xuồng là mình phải la chằng nó trước rồi, thôi nó cắn người ta nó kỳ vậy đó. Suốt ngày giấc nào nó cũng cắn là nó cắn à, đang nằm vậy đó, ví dụ như cò đang nằm vậy nha, cái nó ở đâu nó đi tơn tơn lại tự nhiên cắn ta hà, nhiều lần vậy đó. Nó không có, có nghĩa là nó không có, nó không có cần cái lý do cho nó muốn cắn ta là cắn đó. Thành ra nói chung là bữa nay là nó đã đi rồi cô bác ơi, ra đi rồi. Tôi tiến kia lên đường. Này hoa chiều tím nè, ở dưới sông hoa chị tím, cái này hoa dữ lắm, nhưng mà nhặt cái quá nắng rồi héo queo hết trơn. Đây hoa lài nè, cái này là bông quá xá bông luôn, khoảng tuần nữa bông nhiều à. Cái này mấy con chim nó hót dữ à, mấy cái lan thì nắng nó cũng muốn cháy hết trơn à. Mà cái này xoài dữ lắm, xoài nè, mà nó rụng là cũng đầy hết trơn quá ơi. Mình quay quá thấy xoài rụng không ta, à, nó rụng mà nó đen thui nó trắng dợ, nó rụng đầy hết trơn luôn. Có thấy nè, cả nhiều lắm, xoài mà nó quằn nó gãy cái cây rồi luôn nè, gãy cái nhánh rồi luôn nè, có sụp cái nhánh rồi xuống luôn nè, nó nặng quá. Có coi nè, bữa nay nó già rồi đó, xoài này của bảy ớt hồi đó đem vô nè cả chục năm trước, có giờ nè trái dữ dằn luôn nè, bữa nay nó già trơn nè, nghẹt trái trơn nè, nó chùm chùm nè, bữa nay nó già trơn nè, nó ấy mà nó quằn nó gãy cái nhánh rồi xuống luôn rồi. Ở cái nhánh tốt trên, còn bên đây thì nó cũng quằn cái nhánh là luôn cô bác, nhưng mà sao cô bác thấy không ta, để mình dẹp cái này ra, quay phim gì đâu mà lãng mạn quá, trắng trơn nè đó thấy không, từ lưa mà nó tiệp màu lá mình cầm cái kia nữa đó. Còn dưới này thì sợ thái quay nó trái gần gần dễ thấy nè, sợ thái thì trái bành bành không gì nè đó. Mình bỏ cái này ở đây quay cho cô bác xem, mấy cái này nó gần gần ở dưới nè.
có ong không nó đánh chết quẹo nè. Nó có cầu cái trái nó bị lớn. Trái bành bành không gì nè. Trái thái. À, trái là trái bự này là dài hơn một gang nữa của. À, cái mấy à? Dưới kia anh kìa, dưới kia anh. Đây nó nè. Đây nó nè. Đây nó kìa. Ui tùm lum kìa. Rồi mấy cái cây xài thái đằng kia nữa. Nhấp chưa. Nhấp này lên nắng quá. Quá cái trái nhấp chân ha. Nó vụn thì tôi là lưa tàn lan hết chứ. Xin kêu dưỡng hú đó. Hy vọng trời mưa nghe. Thấy ông chuyển đen đen rồi kìa. Ừ. Nãy cái ông kia vừa giao vừa cái ông đưa tiền mình luôn. Ông này tốt bụng quá. Rồi. Cái cây này lấy từ tà lơn về nó có ơi mà không nên thăng rồi. Thấy nó không sống rồi, nó không còn. Không sống rồi còn. Nhìn nhỏ hiền khô nhưng mà đè nhỏ cắn suốt ngày. Nó bỏ nhà đi mới về hôm qua đó cô á. Cô á thấy nó ấm nhôm á, thấy con gì không? Cái cây nè. Cây này bữa hổm cái cây gì quên nữa rồi. Nói chung mấy cái cây ở bên Tà Lơn đem về là nó không sống được đâu. Khí hậu đây không hợp. Nhiều cây, cây bí kỳ nam là nó sống mà nó cũng giật giờ giật dại. Rồi mấy cây lan đồ này kia đó, đem về đây khí hậu nó cũng không chịu. Tại khí hậu ở bển là tới 1080m rồi. Còn khí hậu ở đây thì nó có 1m so với mặt nước biển. Nó khoảng cỡ đó, đó. Thì thành ra là nó không có phù hợp. Rồi nhà thôi. Cái này dâu bắt đầu chuẩn bị trái rồi nha, mùa dâu. Kìa, ủa có trái luôn rồi kìa. Cái trái là ra trên đó. Cái tay rồi xong rồi zoom đây nè. À, có trái nè có. Nhưng mà nó chưa rộ đâu, mấy cái mắt đen đen á là chừng nữa có trái đó. Còn tu hú nó kêu kìa, kêu mùa hè đó. À, bên trong. Từ ngoài còn đóng, còn ở đây thì dâu dư. Dâu dư chừng 20 mà ở ngoài còn trăm mấy nữa, trăm mấy trái nữa. Đó. Nhà. Ở ngoài đi con. Vô đem xin đất. Ơ, bì, nó vô đó. Ở ngoài. Cái con hút bụi của mình thành ra mình phải đẩy cái này ra để nó hút luôn cái tấm thảm. À. Nó hút xong rồi nó vô nó ngồi nghỉ rồi đó. Cái thấm bạc này chưa gánh tre nó nè, để mưa cái rồi làm không kịp nữa nè, mà chưa có gánh lột dừa để dừa nó lên mộng tùm lum rồi nó lu bu nữa nè. Tôi không mua cái máy thổi bụi nè cô á, để thổi mấy cái kẹt này nè, thổi mạnh lắm nha, để mình thổi mấy cái kẹt này nè. Cái kẹt này thì con robot hút bụi của mình nó đâu hút được, để mình đem ngoài mình thổi của bác xem ở trong này, nhiều khi thổi không thấy. Cái này với cái khoan pin. À, thổi cô bác xem nha. Chứ nào. Thổi các nhà luôn. Bụi bay đầy trời luôn. Đó, ví dụ nè, bé rồng của mình nó nằm lãi mất két rồi. Cho nó ăn cà rốt đó, nó đó. Bé rồng đó, nó nằm xài lãi vậy đó, chứ cái chân của nó không có bám vô đâu nha, nó nằm xài lãi vậy đó. Cho nó ăn cà rốt đó. Nằm xài lãi vậy đó. Thổi mẹ mà con. Thổi vậy nè. Cái này là thổi những cái chỗ cái kẹt rồi đó cô á, trong mấy cái ghế đâu nè mình đút cái chổi vô quét cũng không được, thành ra phải mua cái này để thổi. Cái này là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó có chức năng hút bụi nữa cô á. Nếu gắn cái ống qua mép bên này á, là nó thành hút bụi nè, này là thành hút nè, còn gắn lên trước á là thành thổi. Nhưng mà thường mình dùng thổi nhiều hơn cô á. Mấy cái kệ này kia rồi của mình đó. Nó đó, nó đó, nó đó.
nó đó, nó đó, nó quay vào máy này nè. Vô thổi ở trên cái sofa này. Rồi, nói chung là gì đó, bỏ ở đây lên lúc nào thổi dắt đó gì đó, thổi thổi cái là nó sạp bon à. Còn mà để lâu rồi thổi là thua đó, không được đó. Nha. Rồi cũng hết phim vừa rồi. Rồi một cái đống dừa ở ngoài nè. Rồi tha mất chiếc dép của tới nữa rồi. Đây đại ca đây, chuyên gia thay dép, bây giờ còn có một chiếc một thôi. Thì chiếc dép nữa rồi đó. Một đống dừa ở ngoài kia, còn cả trăm mấy tá ngoài kia nữa. Chiến trường còn ngoài đó. Rồi mất chiếc dép rồi, đại ca tha mất chiếc dép rồi. Khớm à, bữa chút xíu nó đem vô nấu canh khớm. Phát rậu. Còn cái hạnh này trái dữ dằn luôn, hạnh này bự dữ lắm rồi, trái này dữ dằn hơn, nhặt trái luôn. Vài bữa mấy cái trái nhỏ nhỏ này nó lớn một cái không biết bao nhiêu mà nói luôn. Dữ lắm, chùm nữa. Có cái nó trong phim nhiều khi mình nói nó giống như nó dốc mấy trái. Rồi 31 phút rồi, 32 phút rồi, có tôi còn phút nữa hết phim mà. Bữa rồi mai ở đây có tôi nó chỗ bông một cái vàng ống luôn, bữa nay nó rụng chân. Mai mà chỗ giữa tiết tháng 3, người ta nói thanh minh trong tiết tháng 3, lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh. Gần xa nô nức yến oanh, chị em sắp sửa bộ hành chơi xuân. Nhóc trái rồi nè ha. À, bắt đầu nó ra, nó cái này là nó ra trái nè. Trái nhỏ 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 gì nhóc trơn nè. Nói chung là trái nhiều dữ lắm. Nè cô bác thấy là trái nhỏ trái lớn gì tùm lum từ lưa tàn lan hết trơn luôn. Ở đây thì me cũng vẫn còn luôn, nhưng mà cỡ này nó khô queo khô quắc rồi. Còn đây hoa nè, hai ba bữa tứ lần mà tứ cũng muốn hết nổi luôn. Nó rút nước quá tứ không nói. À, bây giờ thế giới hòa bình rồi đó, hết con nào cắn con nào rồi đó. Không tội nghiệp hết sức, cái số nó sung sướng mà nó không chịu chạy 7-8 ngàn mét vuông ở đây, nó không chịu chạy mà bây giờ bị xích cổ lại đó. Rồi thì phim của mình tới đây là kết thúc, rất cảm ơn cô bác đã xem tới đây. Rồi, mỏ dịch có bác ơi. Rồi, sẵn test cây kìm mới mua cô bác, cây kìm im lắm nha. Kìm này của Nhật nha. Hà Nội điện nha. Mình có mua mấy cây kìm của Việt Nam, của Mỹ nữa cô bác, nhưng mà sao mà cắt nó không có đã ta, cắt cái kiểu như cắt được mấy bữa đầu nó không im. Còn cái kìm này, cái kìm đã qua sử dụng rồi cô bác, nhưng mà cái kìm này chưa có mài luôn nha, chưa có dấu hiệu mài luôn nha. Mình đây mình cắt thử ha. Bữa hổm cắt đó cô bác ơi, lấy cái kìm kia, cái kìm mình mua của Mỹ đó, mà không biết là phải cái hàng nhái hay gì không mà cắt rồi cô bác. Giờ phòng 5 ngón tay hết trơn luôn cô bác, phòng toàn bộ 5 ngón tay mình mới cắt da bỏ rồi. Phòng toàn bộ 5 ngón tay luôn. Rồi phòng ở trong này luôn. Bữa nay nó ra da mới rồi đó. Cắt mấy cái chậu nè. Cắt mấy chậu trong anh nè. Hổm cắt ra chừng trăm mấy chậu. Mà tay phòng mọng nước hết trơn quá. Mọng nước rồi bằng đầu ngón tay cho nè. Từng ngón cho luôn. Mà cũng gắng cắt. Tại mình đâu có cách nào. Cái kìm cắt cũng bự đó quá. Cỡ bằng cái kìm này vậy nè. Nhưng mà nó không có cộng lực. Còn kìm này dạng cộng lực nha quá. Có một khúc cộng lực nè. Thành nó sẽ lực hơn là cây kìm bình thường. Còn kìm bình thường bữa hổm mình cắt á, phòng tay chưa. Còn kìm này nó có lò xo im lắm, có lò xo ở trong á. Mình buông cái nó nhả miệng ra, có lò xo ở trong này. Thì bây giờ mình thử nha. Tại vì đúng mà đồ Nhật thì nó tốt lắm cô bác. Thép Nhật tốt lắm. Đồ Nhật chứ đồ Đức tốt lắm. Còn cái đồ Mỹ bây giờ có đồ Trung Quốc trà trộn vô nhiều quá. Bây giờ mình cắt thử nha. Đây là cái cọng dây chì gai nè. Ô cái cọng thường, còn cọng sắt thường nè. Đó. Cọng này thì cũng khá bự đó cô bác.
Cọng này khá bự chứ không phải cái cọng nhỏ thường đâu nha. Bây giờ mình cắt thử cho các bác xem nè. Cắt là giống như là mình cắt cái sợi dây thun thôi các bác ơi, nó mềm mập luôn. Còn cái cọng này khá nè, cọng này khoảng 2 phần với cái cọng dây chì gai đó các bác. Cọng này bự cả 2 phần cọng dây chì gai nè, để mình cắt thử cho các bác xem nha. Nè. Đó. Nè. Cắt à. Xa chút nữa. Cắt nhẹ nhàng. Tại vì nó có khúc cộng lực nè các bác, mình bóp nhẹ đầu này là đầu kia nó cộng lực. Đó. Khúc này nó cao, khúc này bự nè. Gần bằng cọng chì gai nè. Đó. Thì nói chung là nó nhẹ nhàng thôi các bác ơi. Im quá. Bây giờ mình cắt thử lưới B40 ra cho cô bác dễ cảm nhận nha. Cái này mình cũng mới khai trương luôn. Tại cái này là nghe nó cắt được lưới B40 luôn. Mà lưới B40 rồi cô bác biết rồi. Nó hơi cứng à. Lưới B40 thì cái cọng nó bự hơn cái cọng dây chì gai của bác. Bự hơn chì gai chút xíu. Có loại thì nó nhỏ hơn cọng chì gai nha, nhưng mà cái loại là lớn hơn. Ví dụ như cái loại này là loại lớn nè. Nhưng mà vô phim mà có không biết thấy bự nhỏ thì không biết. Nhưng mà để mình đút cái kìm cho có xem. Giờ mình nhấp thử nha, cắt thử nha. Đó. Nè. B40 cắt bình thường có. Cái lực mình thì nó cũng không có đến nỗi mà nó nặng lắm. Nói chung cắt nhẹ nhàng không gì hết. Kìm im, không có dấu hồi hiệu mẻ gì hết. Đó. Chỉ là mình cắt rồi cái nó sáng cái chỗ mình mới cắt đó cô. Ở để lâu thì nó hơi xét xét đó. Pi ở ngoài không có vô. Còn mình cắt ra thì nó sẽ sáng cái chỗ cắt luôn. Nói chung thì còn ví dụ như cái móc nè, móc loại bự nè, móc bằng nhôm này thì nó dễ dàng rồi. Móc bằng nhôm này thì cắt dễ dàng không có. Nè, ví dụ nè. Như hững. Ờ đây có cọng chì. Vì chì loại lớn nè, lớn hơn dây chì thường nha quá. Cái loại này lớn hơn cọng dây chì thường chút xíu nè. Cái loại này đó để mình mua trần nhà nè, bự hơn cái loại dây chì thường. Đó, cắt thử rồi bác xem nè. Thấy không ta, cái máy của mình nó quay chặt nét à. Nè. Nhẹ nhàng có. Nói chung cái này rất là im, cắt cái nó sáng cái chỗ mình cắt nè. Nó mất nét nè. Có nghĩa là nó xét ra mình cắt rồi cái nó sáng lên cái chỗ mình cắt chứ nó không có chày chùa, không có mẻ ấy hết. Mà thường là mình mua là để cắt mấy cái cọng lan nè, cắt mấy cái chậu lan này bữa không phòng tay hết trơn. Còn dấu hiệu nữa nè, cái tay này bữa không phòng nhiều hơn. Nó phòng nguyên một quần này luôn, quần tròn này luôn nè. Mình chủ yếu là cắt mấy cái chậu lan này thôi. Còn nhiều lắm, dài dài sao nè, nó mấy trăm nè. Ủa, cái máy nó lấy nét, à, tại mình đụng vô cái máy của bác ơi. Thành ra nó lấy nét chặt. Cái phim này lỡ là phải ghép rồi. Tại mình quay thêm một khúc để thử ra kìm mà có xem. Mới khui rồi. Đây. Này. Rồi ở đó đây mình có cọng dây chì gai nè. Cọng này bự nè. Bự hơn cọng vừa rồi của cái chỗ kia. Nè. Cọng là đúng cọng dây chì gai nè có. Có thấy không ta? Cọng dây chì gai nè. Đó, bây giờ mình cắt cọng dây chì gai của bác xem nha. Tại vì mấy cái dây này là bỏ rồi có. Nè. Cắt thử của bác xem nha. Nhẹ nhàng. Dễ dàng ha. Càng đút vô càng sâu á, thì nó càng nhẹ. Nhưng mà mình một tay thì nó hơi khó. Nó hơi lưu yêu chút xíu. Có gì nè. Dễ dàng. Không mẻ không ấy gì hết. Chỉ là nó sáng cái chỗ mình cắt rồi. Đó. Giống như cái dao á, mình xài cái bắt đầu nó sáng lên cái chỗ. Mà. Ở đây thì mình trồng khoai mì nè. Khoai mì Hà Nội đó cô bác nè. Lên đều hết trơn luôn. À, cái này là ẩm thực miền Nam đem qua giống cho mình nè. Mấy cái cây khoai mì á, cái mình chặt ra cây làm hai. Cây mình chặt hơn tắc rồi quá. Tại vì cây nó khoảng 1 gang thì mình tiết kiệm á, mình chặt làm hai thì mình sẽ được số lượng gấp đôi. Đó, mình trồng đất cát này vài bữa nó chịu có củ là củ rồi mà coi khủng khiếp luôn. Giờ mình, mỗi cây mỗi lên luôn. Đó. Lên nè. Rồi, nói chung cây kim này quá im luôn quá, xứng đáng đồng tiền. Vì cho mua kìm mới bây giờ cả 200-300 ngàn á cô bác ơi, chưa chắc được bằng cái kìm này thôi. Tại vì mình có mua rồi đó, mình xài phòng tay luôn. Mà kìm xịn bây giờ chắc cũng khoảng cả 400-500 ngàn lên. Còn mấy cái kìm chừng
khoảng chừng 100 ngoài ngàn là chắc không hơi rồi, có cắt mấy cái này chút xíu là nó hư. Hiện tại thì thấy cái này họ còn còn mọc ra băng luôn ha, còn mọc nổi luôn. Sáng lên cắt xong cái sáng cái chỗ đó, cắt hết cái này là sáng tươi cái. Rồi tạm thời thì nó im rồi đó, nhưng mà vài bữa nó im hay không thì không biết, nhưng mà theo mình đánh giá thì kìm này im, tại vì cái lực bóp của nó khá là nhẹ, có nó cộng lực bây giờ bóp rất là nhẹ. Còn mấy cái kìm của hổm để sẵn quay cho cô bác xem thôi, cô bác mình nấu dốc. Con đang bị cái gì vậy hả cha? Con bắt đi gì con nhỏ bóp rồi đúng không? Nè, kìm này của Mỹ nè. Kìm này mình xài cũng lâu rồi, nhưng mà nó chỉ cắt được cái nhỏ thôi cô bác. Này, nó dài là cỡ gần bằng đó. Đó, có thấy ha. Mà cắt nó không phòng tay chứ cô bác. Phòng tay chưa? Nói chung cây kìm này im, xứng đáng đồng tiền của nó. Rồi cái máy này mình mới mua nè, cái Subaru, tức là của Rubin á, Subaru, cái 7 ngựa mới cáo phẩm luôn. Cái này của hàng nội địa Nhật, của có nghĩa là lắp ráp bên Nhật luôn, không phải bên Việt Nam. Mình định thay vô cái máy đang chạy ở dưới sông á, cái máy chạy dưới sông thì chở nặng á thì nó hơi đuối á cô. Ví dụ như hồi nãy mình chở 6 bao, đáng lẽ mình chở 5 bao rồi, nhưng mà có 1 bao dừa mộng nó chở luôn, bao dừa mộng khoảng 30 kg chở luôn, với 5 bao kia là khoảng 100 kg, là khoảng 130 kg, với mình lên nữa là cũng khoảng 200 kg, với cái máy cũng cả 30 kg nữa, là khoảng 230 kg. Mà trọng lượng của cái xuồng á người ta cho phép là chở khoảng 250 kg thôi, mà nãy mình chở vậy là hồi ơi, nãy mình chở hút trọng lượng luôn có coi, tại vì còn cái xe đẩy đó nữa, cái xe đẩy đó nó kịch cộm lắm, nó nặng lắm, cả 50-60 kg ăn lên, thì tính ra là trên ủa cái máy mình nó tắt rồi, thổi báo hết pin của rồi, báo 5 phút còn có 5%. À, tại vì cái đó nó 50-60 kg nữa, vậy là tính ra là hút trọng lượng của bác ơi khoảng 270-280 kg giả sử gì đó, thành ra cái máy đó nó chạy không nổi, nó có 4 ngựa à, nó chở nặng nó chạy không nổi. Thành ra mình mua cái máy kia để mà dự phòng đó, để khi chở nặng hay gì làm việc nặng thì dục cái máy kia xuống, giả sử khi nào mình cần vận chuyển nhiều á, còn vận chuyển chút chút ví dụ chạy qua chợ chạy lại thì mình gắn chạy cái này được, nhưng mà cái đó là dự phòng thôi, tại gặp cái máy đẹp quá. Mình mua cái máy y chang như mới luôn á cô á, Subaru 7 ngựa. Còn máy mình đang chạy ở dưới là mới có cái máy ở dưới có 4 ngựa thôi. Rồi, hết pin rồi cô á, rồi còn có 2% à. Thôi mình ngưng tại đây. Rất cảm ơn cô á đã xem tới đây. Mình thử cái kéo để cô á mình thấy. Cái kéo đây mình nhiều lắm, với trong nhà trong kéo nhiều lắm. Còn này là những cái kéo để mình xài đồ nặng thôi, còn mấy cái kéo đồ nhỏ nhỏ thì mình để trong nhà bên kia rồi. Rồi, ngưng thôi cô á.